Bay đàn chim sa em sa bay đàn chim hai phố buồn nhớ không em nơi chúng mình tìm phút em đến thành phố nào vừa đi đã mỏi gương quanh có quyền sống ông già chiều đang tay nghe nắng chan hòa nắng hôn nhẹ làm hồng môi em mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn sao về tháng chín một sáng nào nhớ chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả. Sau 789 sau 789 sau 789 sau 7 tiếng cái cô rất là ngọt anh em nhé. À, thì anh em có thể nghe thấy bộ combo này cực kỳ tuyệt vời luôn em. Sau 789 tiếng cái cô cực kỳ mềm luôn. Sau 789 thành phố nào nhớ không em nơi chúng mình tìm phút em đến thành phố nào vừa đi đã hỏi đường quanh có quên không ông già chiều đang tay nghe nắng chan hòa nắng hôn nhẹ làm hồng môi em mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn một sáng nào nhớ không em ngày chủ nhật ngày của riêng mình thành phố buồn nằm nghe khói hòa người lứa thưa chìm dưới sương mù quỳ bên nhau trong góc sao đường tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Một hai năm sáu. Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu với tất cả anh em một cái bộ cấu hình. Bộ cấu hình này em ghép cho một bác khách comment trên YouTube anh em nhé. Thì bác muốn ghép một con Q9 và một con M102 để nghe cái chất âm. Thì anh em cũng có thể nghe rồi đúng không ạ? Cái chất âm của con này cực kỳ là mượt mà anh em nhé, cực kỳ là mượt. Thì như anh em cũng có thể thấy Q9 giá bên em là 2.600.000 đồng và con M102 giá hiện tại đang là 6.200.000 anh em nhé. Thì với cái combo này thì em có ghép với mic U75 đó, thì đã cũng đang nói trực tiếp đây anh em cũng có thể thấy là cái chất âm nó rất là hay, em đã giảm effect xuống một chút rồi đó. Và cái con Q9 này như anh em nghe cái tiếng echo khá là mềm mượt và rất là hợp với M102 anh em nhé. Đó. Thì loa thì ở đây em sử dụng loa V12 anh em nhé, sử dụng con V12. Đôi loa này rẻ thôi, giá chỉ có 8 triệu. Anh em nhìn rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Anh em có thể thấy anh em có thể là để làm monitor treo lên hoặc là cắm cọc hoặc là anh em treo ngang treo dọc được hết anh em nhé. Đôi này giá đang rất là tốt cho anh em, giá chỉ có 8 triệu thôi. Đó. Và chất âm của nó khá là hay. Thì với cái cấu hình này thì cái con 102 này có thể chơi được 2 cặp anh em nhé. Công suất của nó lên tới 1000W trên kênh và lưu ý với anh em là con này nó tích hợp luôn cả quản lý nguồn. Thì anh em có thể cắm micro vào nó được, cắm luôn cả vang vào nó được và nếu anh em có xúc điện thì anh em có thể cắm vào nó luôn anh em nhé. Thì với anh em cũng có thể thấy là với cái cấu hình này thì cái con Q9 là 2.600.000 và con 102 là 6.200.000 thì giá rất là bình dân anh em nhé. Thì nếu mà anh em có điều kiện ghép thêm con U75 và lên thêm một cặp loa nữa
thì nó phải nói là tuyệt vời và đồng bộ của lợi cao tích em nhé. Và cái chất âm của cái bộ này thì miễn chê luôn anh em nhé, anh em có thể nghe thấy tiếng đây là tiếng echo echo trộn cái gì vật nghe nó rất là nghe rất là dẻo anh em nhé. Thì với cái con Q9 này thì nó là một trong những cái con vang mà cái tiếng nó huyền thoại như những cái con âm ly mà nhiều anh em không muốn sử dụng vang số. Vì tại sao nhiều con nhiều anh em không thích sử dụng vang số? Vì nó khó chỉnh. Thì nhưng đối với cái con Q9 này thì nó cực kỳ dễ chỉnh, nhưng mà chi tiếng nó hay, rất là dẻo anh em nhé, cực kỳ là dẻo luôn. Và đầy đủ các kết nối như Bluetooth USB, Bluetooth và cổng quang đấy, có luôn cả màn hình đấy, anh em nhé, có luôn cả một cái điều khiển và hai cổng mic, ba sáu cổng mic luôn anh em nhé. Anh em có thể cắm đằng sau, đầy đủ các chức năng như reverb, delay, repeat và có luôn cả chống hú luôn. Thì nhưng mà ở đây em không dùng chống hú anh em nhé. Đây, khi ấn chống hú vào nó sẽ hiện hiện là FPK, còn khi nhả ra thì nó sẽ không hiện. Và như anh em cũng thấy rồi, em đứng rất là gần loa như thế này đó, anh em có thể thấy chưa, đứng rất là gần loa nhưng không có hiện tượng hú rít anh em nhé, không hiện tượng hú rít. Đây là đứng gần một cái loa, và đây tiếp tục đứng gần một cái loa nữa đấy, anh em có thể thấy đó. Đó, rất là ok đúng không ạ, cực kỳ là ok luôn. Chống hú rất là tốt, vì dù là chưa dùng chống hú luôn anh em nhé, chưa dùng chống hú đấy, anh em có thể thấy không? Đấy, tiếng của em nó lên cả này, ok không ạ? À, thì với chọn bộ này anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên dưới màn hình. Và hôm nay em test hai thiết bị này cho các khách đã comment trên YouTube anh em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn anh em một clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ.